Xa cờ lỡ vận đường bị lụy trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Kính thưa quý vị và các bạn, đời người như con đường, có bằng phẳng cũng có chông gai. Khi thành công thì đắc ý tự tin, lúc bầy bại thì tự ti chán nản. Nhưng kẻ trí khi hưởng vinh hoa vẫn thận trọng nhún mình, lúc gặp tai họa vẫn ung dung bình thản. Người xưa dạy, xa cờ lỡ vận đường bị lụy trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Ví như Tây Lương người nước Ngô, đi du thuyết các vua nước chư hầu, qua sông chẳng may bị đắm thuyền. Người thuyền trài vớt ông lên, ôm bụng cười bảo, ông suýt chết đuối, cứu mình còn chẳng xong, tại gì mà đói đi nói với các vua chư hầu. Tây Lư đáp, hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện bằng hòn ngói. Hạt châu đêm làm đạm, bán chim thì không tiện bằng viên đất. Ngựa ký ngày chạy nghìn dặm, nhưng chó bắt chuột thì không nhanh bằng con mèo. Thanh gươm quý, đem khâu giày thì không tiện bằng cái rùi. Chúa có tài lội nước qua sông vượt gió, nhưng nếu nay cho tiếp một ông vua chư hầu thì chắc mờ mịt, khác nào như quạ vào chuồng lợn. Quả thế mỗi người một tài. Tuy nhất thời lâm vào hoạn nạn vì sơ đoạn, nhưng lại sẽ có ngày vinh quang bởi sở trường. Hà cớ phải bày vọng bi quan, mãi đắm chìm trong bầy bại nhược điểm của bản thân, cũng như chăm chăm vào vết xước trên viên ngọc mà quên mất rằng ta vốn là ngọc quý. Lý Bạch nhà thơ nổi tiếng thời Đường, xưa chỉ có bầu rượu và ánh trăng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo khốn. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai tạm dịch. Trời sinh thân ta hẳn có dùng, nhìn vàng tiêu hết rồi lại đến. Quả thật trời có khi nắng khi mưa, trăng có khi tròn khi khuyết, sông có khúc người có lúc ấy là lẽ tự nhiên. Giữ tâm bình lặng trong sóng gió cuộc đời, một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất và hiểu ra chỉ có một trái tim thuần tịnh vị tha. Dũng cảm mới là bảo vật quý giá nhất của đời người.